ngủ nhờ. Anh yêu đi cẩn thận. Thế là tối nay em phải ngủ một mình rồi, cô đơn lắm đó. Em yêu, cố gắng một tối nay thôi nha, tối mai anh về với em rồi. Dạ, không được thất hứa đó anh biết chưa. Gã Jack vừa béo vừa xấu xí mà lấy được Jenny xinh như hoa hậu làm vợ. Đáng lẽ cô ấy phải thuộc về mình mới đúng chứ, thế mà lại rơi vào tên bị tịch kia. Hay, chỉ tại số mình hẩm hiu, không đến đúng thời điểm. Đi thôi, Paul. Đi thôi. Trời, tuyết rơi ngày một dày. Dự báo thời tiết không nói gì mà sao tự dưng lại có bão tuyết thế này? Liệu chúng ta có đến nơi được không? Không biết nữa. Không ổn rồi, con đường trước mặt cây cối đổ chắn hết lối cả, mà có vẻ quãng trên kia cũng vậy. Thế này thì không đi được tiếp nữa đâu. Gây go vậy. Vậy thì chắc chắn trong đêm nay chúng ta không thể đến được khu trượt tuyết rồi. Giờ đành kiếm trạm nghỉ nào gần nhất rồi ở lại thôi. Xe cũng không thể trụ thêm được nữa đâu. Đi quá so với dự tính nên bình xăng sắp cạn rồi. Chắc đành vậy. Chúng ta cũng chưa có gì vào bụng từ trưa đến giờ. Đói quá. Ê Jack, nhìn thấy gì không? Một nông trại. Chắc bên cạnh là nhà chủ nhân. Chúng ta gặp may rồi. Xin chào cô. Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc tối muộn như thế này. Các anh là ai? Cô đừng lo, chúng tôi là người tốt. Tại bão tuyết lớn quá, chúng tôi không thể di chuyển được. Liệu cô có thể cho chúng tôi ngủ lại một đêm không ạ? Đúng rồi ạ, chúng tôi dự định đến Texas để trượt tuyết, nhưng không may gặp thiên nhiên khắc nghiệt quá, buộc không thể di chuyển thêm. Có vẻ các anh nói đúng. Thời tiết như thế này tôi cũng không nỡ chối từ. Nhưng tôi ở một mình. Tôi không có ý gì, nhưng chồng tôi mới mất cách đây không lâu. Nếu để hai vị ở lại trong phòng của tôi sợ hàng xóm sẽ đàm tiếu. À, thì ra là vậy. Nếu thế thì cô đừng lo, chúng tôi có thể ngủ trong nhà kho chứa đồ. Ngày mai khi mặt trời mọc, chúng tôi sẽ đi ngay. Đúng, chúng tôi sẽ không làm gì làm ảnh hưởng đến cô đâu. Cô hãy yên tâm. Dạ, nếu vậy thì được. Mời theo tôi. Tôi để một chút đồ ăn ở kia. Chắc các anh cũng chưa ăn gì từ tối đến giờ. Các anh dùng tạm nhé. Còn đây là chăn bông, cũng không được mới cho lắm. Mong các anh đừng chê. Vậy là quá đủ rồi. Chúng tôi không thể mong chờ gì hơn. Thật sự cảm ơn cô nhiều nhé. Thôi muộn rồi, cô về phòng nghỉ đi. Chúng tôi xin phép không làm phiền cô thêm nữa. Vâng, hai anh ngủ ngon giấc. Tôi đi nhé. Cô đi cẩn thận. Cảm ơn cô nhiều. Nhờ lòng tốt của cô mà chúng tôi được tá túc lại một đêm trong lúc mưa bão nguy hiểm như hôm nay. Nay cô còn đổ đầy bình xăng giúp chúng tôi nữa. Không có gì đâu, việc tôi nên làm mà. Chúc cô sức khỏe. Có duyên, nhất định chúng tôi sẽ trở lại. Anh về cẩn thận nhé. Tối qua anh ngủ ngon chứ ạ? Rất tuyệt vời. Cô tiếp đón tôi, không có gì để chê cả. Mọi thứ đều hoàn hảo. À thôi, chúng tôi về đây. Mong có ngày được đoàn tụ với cô. Này, cô gái chủ nhà xinh đẹp kia có vẻ để ý đến bạn đó nha. Nhất bạn đấy, đi đâu cũng được chị em phụ nữ chết mê chết mệt. Nào nào, không phải vậy đâu. Lại còn chối, số hưởng ghê. Bù cho người bạn này ít tí đi. Người ta là quá phụ đấy, ai lại làm thế. Thôi, đừng nói tào lao nữa. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, sắp đến nơi rồi kìa. Ây da, có mùi đánh trống lảng đâu đây. Ai nhỉ? Sao lại gửi cho chồng mình? Cái tên này mình chưa từng biết đến. Jack, anh ra đây tôi bảo. Jenny, mới sáng sớm ra
Có chuyện gì mà em lớn tiếng vậy? Rồi còn xưng hô với anh như vậy là sao? Anh xem đi, thế này là thế nào? Thì ra lâu nay anh lừa dối tôi, anh là đồ phản bội. Em bình tĩnh lại đi, anh không hiểu em đang nói gì cả. Chuyện này là sao? Anh hoàn toàn không biết người phụ nữ này. Và tại sao cô ta lại viết bức thư? Đến mức này rồi mà anh vẫn còn chối được à? Tên họ và địa chỉ chính xác là anh. Trên đời lại có chuyện nhầm lẫn trùng hợp như thế chứ? Vô lý, tôi không tin anh nữa đâu. Tôi quá thất vọng về anh. Jenny em yêu, nhà nói này, anh có thể đảm bảo anh chung thủy với em và không làm bất cứ việc gì phải hổ thẹn với em cả. Xin em hãy tin anh. Còn chuyện này anh cũng rất bất ngờ, và anh cần thời gian để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Có thật không? Con người anh như thế nào, không phải em là người hiểu nhất sao? Từ trước đến giờ anh đã lừa dối với em điều gì chưa? Những lần trước không có, không phải lần này cũng sẽ thế. Nhỡ đâu bây giờ anh mới dở ra cái thói trăng hoa thì sao? Thôi, anh không tranh cãi với em. Cách tốt nhất để hóa giải chuyện này chính là tìm hiểu khúc mắc ai là người đã viết bức thư và tại sao họ lại gửi nó cho anh. Rồi thì cả chuyện hệ trọng kia nữa, đó là một số tiền khá lớn. Nữ luật sư, không lẽ nào? Đúng rồi, chính là... Có chuyện gì? Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Cậu còn nhớ người quả phụ xinh đẹp trong nông trang mà chúng ta đã ở nhờ vào đêm bão hôm đó chứ? Nhớ. Sao? Đêm đó cậu... Em cô đơn quá. Thật may mắn khi hôm nay được gặp anh. Anh cũng thế. Em thật xinh đẹp. Thật tiếc cho số phận hẩm hiu lại xảy ra với một cô gái nhỏ bé như em. Anh có gia đình chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Trông anh giống người đàn ông đã có vợ lắm sao? Em có thể được biết tên của anh không? Và địa chỉ của anh nữa. Sao em lại muốn biết vậy? Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu. Chỉ là em muốn có một chút kỷ niệm, một chút thông tin cơ bản của người đàn ông thật tuyệt em gặp đêm nay. Được. Vậy lúc nào thấy nhớ anh, em cứ viết thư cho anh nhé. Tên anh là... Đêm đó cậu đã dậy và qua phòng ngủ của cô ấy đúng không? Đúng, tôi thừa nhận tôi đã làm thế. Và cũng chính cậu đã dùng tên và địa chỉ của tớ, chứ không cho cô ấy biết tên thật của cậu. Ừ, tôi cũng đã làm vậy đấy. Thì sao nào? Tôi xin lỗi anh bạn nhé. Chắc gia đình anh bạn lúc này đang có chút biến động nhỉ? Tình cảm vợ chồng có đi lên chứ? Hả? Sao cậu lại có thái độ đó? Cậu đang cố tình chơi xấu tớ sao? Tôi chờ mãi mới đến ngày này. Con ngủ chết tiệt đó, sao đến tận bây giờ mới chịu viết thư lại thế? Tưởng cái đêm nồng nhiệt đó, cậu phải nhớ tôi ngay mới phải chứ. À, nhớ đến Jack Grealish. Tớ đã gây thù chuốc oán gì mà khiến cậu lại căm ghét tớ như vậy? Chẳng phải chúng ta là những người bạn thân thiết sao? Thân thiết mà lại đi cướp người yêu của bạn à? Cậu có biết tôi yêu Jenny đến mức nào không? Jenny? Vợ tớ sao? Sao lại có thể chứ? Phải rồi, kẻ trơ tráo như cậu thì sao mà biết được. Hồi đó tôi thích Jenny trước, nhưng cô ấy đã bị cậu chinh phục. Nỗi nhục nhã này đến chết tôi cũng không thể quên. Tớ không nghĩ sau nhiều năm mà cậu vẫn chôn sâu vết thương lòng như vậy. Nhưng Paul à, cậu đang đi sai hướng rồi đó. Việc làm của cậu không hề... Thôi im đi. Chuyện trả thù tôi cũng đã thực hiện được rồi. Từ giờ tôi không muốn dính líu đến cậu nữa. Thật sự cậu muốn như vậy sao? Cậu đã chắc chưa Paul? Người bạn đã đâm sau lưng tớ. Tôi đang vô cùng kiềm chế để có thể giao tiếp tử tế với cậu đây. Còn chuyện gì nữa không? Nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Được, Paul à, tớ và vợ tớ cảm ơn cậu. Cậu cảm ơn tôi? Là ý gì? Hả? Bởi vì người phụ nữ kia vừa qua đời rồi, và cô ấy muốn để lại toàn bộ tài sản của mình cho người đàn ông đã qua đêm cùng cô ấy hôm đó. Thật như vậy sao? Jack ơi, có khi nào cậu cần suy nghĩ lại? Vì dù gì cậu không hề biết chuyện này, tớ cũng là người có công vào buổi tối hôm đó. Hay
cậu chia cho tớ một nửa số tài sản. Tớ biết cậu là người bạn tốt và chính trực mà, chắc cậu không lạnh lùng đến thế chứ? Không, tớ không cần phải suy nghĩ gì nữa. Với những gì cậu đã làm với tớ thì không một đồng nào là những gì cậu hoàn toàn xứng đáng nhận được. Trong cuộc sống, nếu không tình nguyện và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình, cậu sẽ không xứng đáng có được thu hoạch. Thành thật và dối trá sẽ mang lại những giá trị hoàn toàn khác biệt, Paul à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.